xuống lập cái nào. Đây, cây phi lao 15 triệu hôm qua đã thấy đây rồi, không lập mua rồi, đã mua rẻ bèo thôi. Dân trong dân buôn với nhau thì chắc rẻ thôi, biết nhau cả. Phi lao. Dâm này, bán dâm này, bán dâm bột này, dâm bột mà chưa thấy người dâm này, dâm bột đang chờ người mua dâm. Xung thì bác nhìn thấy các đều đặc biệt gặp quả chi chít các bác nhé, quả thật luôn ý, quả rào gắn ở bên đây này, thật nhé. Đấy, bám này là đã, nhưng chưa bám kỹ nhưng mà đã bám được rồi. Chảy năng hết rồi các bạn. Chờ chờ thấy đi hỏi giá này. Sẽ không quá tầm 2 triệu đấy. Các bạn tầm 2 triệu. Quá thế thôi, chứ giá mua thì cũng tùy, giá mua tùy hứng. Về hết rồi. Về ai? Nắng quá. Sắp ngất rồi. Giờ vào đầu bỏ hết cái tay. Này sớm rồi hết. Nắng quá. Sơn trà lá rất đẹp. Nó hỏi một đuối quá. Đây một đuối. Ủa tay cầm mà máy quay bỏng cái tay quá. Nắng tiếp tục. Đầu như rang, đầu như luộc đầu. Mày quá coi ồ sắp ngất. Bây giờ tầm 10 giờ bác sẽ trở về nắng quá. Nó ngon quá.
chờ siêu siêu sao đấy. Rút đâu, chú quay đi. À, chờ giỏi ghê đấy bác nhỉ. Đại giá chờ quay đi. Đây, có cái tay hoành kinh ấy. Đấy. Đấy, để chờ chờ cả ô. À, sau là tùng cối. Đẹp đẹp mà lơ lửng giữa trời kia. Đẹp đấy. Con này mấy chục anh? Một cái mấy chục. Bao nhiêu anh? 12 triệu. 12 triệu. Đây cố. Ôi, ôi rồi, mẹ ngất rồi. Kiếm bóng dâm ngay. Mình một chợ. Đây, chân bệ kinh nhá. Điền này. Ông này chắc chạy mặt dép đâu rồi. Nắng không trống rồi. Mua đi. Vừa bán vừa cho rẻ luôn. Đây của anh à? Bỏng cái tay. Sộp này. Sộp hay còn gọi là cái túc các bạn nha. Bóng đá sạch sẽ. Bóng đá sạch sẽ. Nắng này. Vâng. Mũi nón này. Phải nhanh nhanh rút không có ngất đến nơi. Sung túc nè. Đấy con xanh hay đấy. Hàng đẹp đấy. Lùn. Cái đấy là phát bao tiền đây? Anh 5 điền anh? Hạt. Hạt điền hạt gì? Này là không phải của mình đúng không? Cây đầu ấy đẹp đấy nhưng mà lẻ loi quá. Với cây này bao tiền? À đây, chung đây. Sộp. Cao quá nhỉ. Mở hàng chưa anh? Mở rồi nhưng chưa bán. Xe đặt thế. Mở hàng rồi nhưng chưa bán. Khách chở.
đấy, tàu này siêu chở đấy. Túc này là mấy tiền anh? Nói chung rồi, túc này là bao tiền này? Túc trẻ 4 triệu rưỡi. Đẹp mà, đưa ra cho cái này đẹp luôn, mát tai. Mát tai. Nhẹ đã. Tức xé nhẹ. Đẹp chơi. Tiểu đi chậu rồi. Chả cần làm cái đĩa thôi, đặt lên. Làm cái đĩa thả. Bác nào quay to vật kia ngại quá, chính là chở đấy là đi là được dâm đấy, vừa đi đây bác ơi, quất đây bác. Xanh đấy, có khước, có khước cái này à, chúng quất mạnh lát thì chúng mua được bao nhiêu, đang nắng quất đây, đang nắng này rẻ đấy. Chú mua được bao nhiêu nào? Đẹp nhất chợ này. Cắt hết đi chơi, cắt gì nó sống. Ôi dồi ôi. Cây này nó cắm cành nó lên cây, xanh, cây mà lại, xanh mà lại ngại thì khó. Xanh thì cây cắm cành nó lên thì cây là trong chầu, trong chầu bỏ ra thì sống nó thì chịu. Có mà phơi nắng cả tuần nó sống. Dạ. Phơi nắng cả tuần nó vẫn sống. Đây, thấy cái cây này. Cái cây lá đẹp quá. Nó đẹp quá, à, quay tí cho nó mướt mắt. Đẹp chưa? Đấy, chơi túc vào nó sẽ đẹp. Rút thì các bạn nhập đến nơi rồi.